đôi cộng đoàn, thấm thoát tháng mân côi đã trôi qua được nửa chặng đường. Mỗi người trong số chúng ta ít nhiều cũng đã góp nhặt được cho mình những chàng chuối, nguyện cầu cho Tổ quốc, cho gia đình, cho giáo xứ và cho bản thân mỗi người chúng ta. Nhưng liệu chúng ta có nắm rõ được nguồn gốc và ý nghĩa của tháng mân côi, cũng như việc lần chuỗi mân côi mỗi ngày? Vậy ngay bây giờ, ban truyền thông chúng tôi xin kính mời cộng đoàn cùng tìm hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của tháng mân côi qua những lời chia sẻ của cha chánh xứ Phêrô. Kính thưa cha, những ngày gần đây giáo xứ chúng ta có rất là nhiều thánh lễ và các giờ đọc kinh để mừng kính Đức Mẹ Mân Côi. Vậy cha có thể chia sẻ cho chúng con được biết kinh Mân Côi có từ bao giờ và tại sao giáo hội lại chọn tháng 10 là tháng mừng kính Đức Mẹ Mân Côi? Chúng con biết rằng là kinh Mân Côi, cấu trúc của kinh Mân Côi gồm có kinh lạy cha và kinh kính mừng. Kinh lạy cha do chính Đức Giêsu đã dạy tất cả chúng ta, và kinh kính mừng đó là lời chào của sứ thần Gabriel chào mẹ Maria. Vì thế có thể nói rằng là chuỗi kinh Mân Côi phải là có ngay từ thời các tông đồ cho đến bây giờ. Thế nhưng dĩ nhiên rằng là để cho có được cả mầu nhiệm năm sự vui, sự sáng, sự thương, sự mừng ngày hôm nay thì giáo hội cũng phải trải qua thời gian để mới có được một cái cấu trúc cầu nguyện kinh Mân Côi như ngày hôm nay. Nói đến kinh Mân Côi là tất cả chúng ta không thể không nhắc đến Thánh Đa Minh, và sử sách cũng đã ghi lại rằng chính mẹ Maria đã trao chuỗi Mân Côi cho Thánh Đa Minh trong biến cố mà vào đầu thế kỷ thứ 13 có rất nhiều những cái bè rối trong giáo hội. Và mẹ Maria đã trao chuỗi Mân Côi cho Thánh Đa Minh và yêu cầu Thánh Đa Minh phải phổ biến kinh Mân Côi để cho toàn thể thế giới, cho con cái của Chúa, con cái của mẹ biết sử dụng kinh Mân Côi để cầu nguyện, có thể giải gỡ được các bè rối trong giáo hội. Và điều đó cũng đã mang lại cái hiệu quả tốt đẹp trong giáo hội. Và đến năm 1571 thì Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5 đã thiết lập lễ Đức Mẹ, gọi là lễ Đức Mẹ chiến thắng, để ghi nhớ một cái kỷ niệm, một cái chiến thắng lịch sử đối với lại quân Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và sau đó thì lễ Đức Mẹ chiến thắng đặt tên lại là lễ Đức Mẹ Mân Côi. Và đến năm 1913 thì giáo hội xếp lễ Đức Mẹ Mân Côi hàng năm vào ngày mùng 7 tháng 10. Và như thế thì tháng 10 cũng là tháng kính Đức Mẹ Mân Côi, cũng là lời mời gọi tất cả con cái Chúa, con cái của Đức Mẹ hãy cầu nguyện với Đức Mẹ qua chuỗi Mân Côi. Và nhờ lời cầu nguyện linh thiêng này thì giáo hội đón nhận được muôn vàn ân sủng qua tấm lòng từ mẫu của Đức Mẹ Maria Mân Côi. Vâng, trải qua hơn 40 năm tuổi đời, từ lúc còn là thanh niên cho tới khi cha trở thành linh mục, thì cha đã có những cảm nghiệm gì về kinh Mân Côi? Và cha có thể chia sẻ cho chúng con được biết ấn tượng nhiều nhất của cha về kinh Mân Côi được không ạ? May mắn của tôi được sinh ra trong một gia đình mà mẹ rất là yêu mến kinh Mân Côi ngay từ thuở nhỏ. Thì tôi đã được đọc kinh chung với gia đình, với các anh em. Tôi xác tín rằng là để có lòng yêu mến kinh Mân Côi như ngày hôm nay thì tôi đã được nuôi dưỡng ngay từ thuở nhỏ của mình rồi. Mỗi khi đi lễ, mỗi khi đi học, trên đường đi thì vẫn cứ là đọc kinh Mân Côi. Qua việc đọc kinh Mân Côi thì nghiệm lại thì thấy tôi thấy mình được những cái ơn lành, có lẽ cái ơn lớn là yêu mến Đức Mẹ. Nếu bảo rằng là nếu nói về một cái kỷ niệm, một cái ơn lành về kinh Mân Côi thì tôi không thể không nhắc đến là khi còn nhỏ, tôi còn nhớ là cái thuở học lớp 3 đó thì tôi có một cái căn bệnh rất là nặng, thì mẹ có đưa đến bệnh viện, thì sau đó thì là đưa về nhà. Về nhà thì thấy là mẹ cứ khóc thôi. Thế thì tôi có hỏi chị rằng là sao mẹ lại cứ khóc như vậy, thì chị có nói rằng là em bị bệnh nặng lắm và bác sĩ bảo là em không có sống được. Thì là còn nhỏ mình cũng không biết đó là vấn đề nó như thế nào. Tôi có hỏi lại chị rằng là vậy thì em phải làm sao, thì chị có nói rằng là em đọc kinh kính mừng, em có đọc kinh kính mừng xin Đức Mẹ chữa bệnh cho em. Và cho đến ngày hôm nay thì tôi không quên cái kỷ niệm đó. Tôi tin rằng là nhờ việc đọc kinh Mân Côi, cầu nguyện với Đức Mẹ, tôi yêu mến Đức Mẹ, và Đức Mẹ cũng đã dẫn dắt với ơn lành của Chúa, tôi trở thành linh mục của Chúa. Và đến ngày hôm nay tôi cũng rất yêu mến Đức Mẹ, yêu mến kinh Mân Côi. Những ngày vừa qua, một điều ấn tượng nhất là Chúa Nhật, cha Phó An Tôn đã tận tay trao những cỗ chèng hạt cho giáo dân, nhất là cho các bạn thiếu nhi, để đời sống của các bạn gắn bó hơn với kinh Mân Côi. Vậy nhân dịp này, cha có thể chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn cách đọc kinh Mân Côi.
Con biết đấy, thì cha với cha Phó Hàn Tôn là anh em trong dòng Đa Minh. Đối với dòng Đa Minh thì yêu mến Đức Mẹ Mân Côi, và hàng ngày theo luật dòng thì các tu sĩ dòng Đa Minh vẫn cầu nguyện với Đức Mẹ qua chuỗi Mân Côi. Vì thế thì cha Phó Hàn Tôn cũng rất là yêu mến Kinh Mân Côi. Việc cha Phó trao chuỗi Mân Côi cho các em thiếu nhi thì cũng là gieo vào lòng các em ngay từ thuở nhỏ lòng yêu mến Đức Mẹ qua việc đọc Kinh Mân Côi với Đức Mẹ. Đối với tôi, với kinh nghiệm của cá nhân tôi thì để có thể đọc Kinh Mân Côi và có lòng yêu mến Đức Mẹ Maria Mân Côi thì có lẽ trước tiên là phải tập, nếu không muốn nói là bắt buộc, là những bậc cha mẹ thì cần phải có thể nói rằng là dạy cho con mình mà cũng ép con mình ngay từ thuở nhỏ đọc Kinh gia đình, đọc Kinh Mân Côi. Thì cái điều đó thuở ban đầu thì còn nhỏ thì bảo là yêu mến Đức Mẹ siêng năng đọc Kinh Mân Côi thì khó lắm. Chúng ta ngày xưa tôi còn nhỏ cũng vậy, bố mẹ cũng ép, cũng bắt buộc và phải đọc. Và theo năm tháng với ân sủng trong gia đình có một giờ Kinh Mân Côi thì Đức Mẹ sẽ ban ơn cho cả nhà. Và ngay từ thuở nhỏ chúng ta cũng được ơn, có thể là từ tấm lòng sùng kính của bố mẹ, rồi lớn lên thì với ân sủng theo năm tháng thì chúng ta sẽ yêu mến Đức Mẹ và yêu mến việc đọc Kinh Mân Côi hơn. Thưa cha, có thể nói tháng Mân Côi là một dịp đặc biệt để những người con tỏ lòng yêu kính Đức Mẹ, và cũng là một cơ hội để Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp cho những ai nhờ mẹ đến với Chúa. Vậy nhân dịp này, cha có cầu nguyện gì cho giáo xứ không ạ? Chắc chắn là phải cầu nguyện nhiều chứ, không chỉ giáo xứ Cao Xá mà cả giáo xứ Thánh Tâm cũng như là tất cả những giáo xứ mà tôi đã đi qua. Cách đây 2 ngày tôi có đọc kinh ở một xóm trong giáo xứ. Tôi có chia sẻ với lại cộng đoàn, nếu Đức Mẹ hiện ra ngay lúc này và cho chúng ta 3 điều ước của tháng 10, tháng Mân Côi năm nay thì chúng ta xin cái gì? Ước với Đức Mẹ điều gì? Tôi cũng đã chia sẻ cái cá nhân tôi. Thứ nhất là xin cho chúng con yêu mến Đức Mẹ nhiều hơn nữa. Chúng con đã yêu mẹ rồi thì cũng yêu nhiều hơn nữa. Thì đây cũng là cái điều mà tôi cầu nguyện cho giáo xứ Cao Xá cũng như tất cả những nơi tôi đã giúp cho những người thân yêu, cho chúng con qua Kinh Mân Côi với việc đọc Kinh Mân Côi. Chúng con yêu mến Đức Mẹ nhiều, nhiều, nhiều hơn nữa. Và điều thứ hai tôi cầu nguyện cho mình cũng như là cho tất cả những người thân yêu, cho giáo xứ. Xin cho chúng con có một đức tin mạnh mẽ giống như mẹ. Hình ảnh ấn tượng của tôi về Đức Mẹ đó là mẹ Maria đứng dưới chân Thánh Giá. Đây là một hình ảnh, một cái đức tin tuyệt vời của một người mẹ. Không chỉ là mẹ yêu Chúa Giêsu mà mẹ đứng ở đó là vì tất cả loài người chúng ta. Và tâm tình thứ ba chia sẻ xin với Đức Mẹ cho giáo xứ cũng như cho những người thân yêu. Xin cho chúng con biết noi gương mẹ, nói tiếng xin vâng, vâng lời Chúa, vâng lời bề trên. Đây cũng là điều của trong tháng Mân Côi năm nay. Tôi cũng xin cho giáo xứ Cao Xá, xin cho tất cả, cho bản thân tôi cũng như những người thân yêu noi gương mẹ Maria trong tháng 10 này, con sẽ vâng lời Chúa hết lòng. Vâng, con xin cảm ơn cha. Chào kính mẹ đồng trinh, mẹ đồng trinh, đồng trinh hiền vinh. Lửa cháy lung linh, tình con lửa cháy lung linh, dâng lên mẹ Chúa thiên đình. Lời người ca đẹp xinh ngàn hoa nhà sẽ nở trước tòa mẹ Maria, làn hương sẽ tỏa khói nhạt nhòa. Là lòng con mến mẹ, mến mẹ bao la. Tiến vào nào, cùng tiến vào chào, chào kính mẹ đồng trinh, mẹ đồng trinh, đồng trinh hiền vinh. Lửa cháy lung linh, tình con lửa cháy lung linh,
vâng lời mẹ Chúa thiên đình, lời gầy ca đẹp xinh ngàn hoa.